Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh về việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời xử lý khó khăn vướng mắt của người bệnh bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh về chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đồng thời tổng hợp danh sách người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp tết đề nghị cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc vật tư thiết bị y tế trong danh mục bảo hiểm y tế tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị trước đó nhằm góp phần chăm lo đời sống đảm bảo an sinh xã hội cho người dân người lao động trong dịp tết theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương và các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp phục vụ nhân dân người lao động người sử dụng lao động trong dịp tết giáp thìn tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia đẩy mạnh giao dịch điện tử tiếp tục cải cách rút gọn tối đa thủ tục hành chính thời gian đảm bảo chi trả đúng đủ kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia và thụ hưởng